biểu tượng liên văn hóa, nó vừa là cái biểu tượng kết nối lịch sử dân tộc, vừa là biểu tượng kết nối các dân tộc khác nhau trên lãnh thổ Việt Nam, lại vừa là biểu tượng để Việt Nam kết nối với khu vực và thế giới. Kinh đô Huế chính là lãnh thổ của rồng, là lãnh địa của rồng. Con rồng tự nguyện nó không thể thiếu trong văn hóa và nghệ thuật Huế. Nó là hình tượng trung tâm của mọi trang trí kiến trúc và nghệ thuật, và nó đã thành một cái giá trị biểu tượng của văn hóa. Trong chiếu rời đô, Đức vua Lý Thái Tổ từng ghi: ở trung tâm bờ cõi đất nước có cái thế rồng cuộn hổ ngồi, vị trí giữa bốn phương Đông, Tây, Nam, Bắc. Đây là nơi đô thành bậc nhất của đế vương muôn đời. Ấy là thủ đô của nước Việt Nam có tên gọi đầu tiên là Thăng Long. Đông Bắc nước ta có danh thắng đã trở thành biểu tượng cho vùng non xanh nước biếc, nơi trăm ngàn hòn đảo dựng nên thành lũy chống giặc hủ. Đó là Hạ Long. Đồng bằng Nam Bộ phì nhiêu, cái nôi của kho tàng văn hóa cộng đồng quần cư được tạo bởi dòng sông mang tên Cửu Long. Không chỉ là biểu tượng cho xuất xứ nòi giống dân tộc, rồng còn là thần linh, chủ nguồn nước mang lại mùa màng bội thu. Về bản chất, rồng là một con vật thiêng, và dường như thiêng lại tưởng như là không có thực. Tưởng như không có thực nhưng mà thực ra vẫn là rất là thực, bởi vì là cái nguồn gốc của rồng, nhất là rồng Việt Nam, nó đi lên từ rồng nước, từ rồng từ các con sông, nó là rồng xấu, nó là rồng cá. Vì thế mà biểu tượng rồng ở Việt Nam ấy, nó là một sự tích hợp đa chiều của các cái nguồn gốc, các luồng văn hóa với từng cộng đồng một. Nó vẫn là một cái biểu tượng của những cái loài vật gần gũi, quan hệ mật thiết với đời sống, với quá trình đánh bắt, mưu sinh của cộng đồng người Việt. Xuất hiện rất sớm, ngay từ thời Đông Sơn, hình tượng rồng đã được chạm khắc trên đồ đồng, đồ đá. Theo Việt sử giai thoại, khoảng những năm 2800 trước công nguyên, người Việt cổ đã xăm lên mình hình rồng để tránh sự rượt đuổi của thủy quái. Rồng ngự trị trong tâm thức người Việt, linh vật vô thực này được tôn sùng như vạn vật chi đế, biểu tượng cộng gộp của tất cả những ước vọng trong cuộc sống nhân sinh. Nguồn gốc của rồng nó được coi là chúa tể của sông nước, của mọi vật. Nó có thể thắng được cả hổ, nó có thể vừa ở dưới nước, nó vừa ở trên cạn, lại có thể bay được lên trên không. Và như thế là nó là một biểu tượng hợp nhất của tam tài, thiên địa nhân. Chính vì thế rồng được coi là loài vật vừa âm tính, lại vừa là dương tính. Nhưng càng về sau khi Nho giáo càng phát triển thì người ta càng đẩy mạnh cái tính dương của biểu tượng rồng. Nó được đồng nhất với mặt trời, với nam tính. Và chính lý do đó, các triều đình, nhất là các hoàng đế, đã luôn sử dụng rồng như là một biểu tượng cho quyền lực tối cao của mình. Đại Việt xuất thân là một quốc gia nông nghiệp. Vì lẽ đó, tất cả các hiện tượng thiên nhiên, thời tiết đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất của cư dân. Tập quán sống, thói quen canh tác đời nối đời đã vô hình tạo nên tín ngưỡng vạn vật hữu linh. Tín ngưỡng này dành sự tôn sùng đặc biệt cho những yếu tố tự nhiên. Biểu tượng linh vật rồng là một trong số đó. Rồng được coi như chúa tể của nước, vị thần của sông biển, của mây mưa, sấm chớp. Linh vật siêu thực ấy là kết tụ của những niềm tin bất diệt xuất phát từ tâm thức các thế hệ cư dân của nền văn minh lúa nước. Năm 1802, vua Gia Long mở ra triều đại nhà Nguyễn. Với 143 năm vương triều nhà Nguyễn đã lập nên bức tường thành văn hóa kiên cố. Kể từ đây, các linh vật trong hàng tứ linh, long, ly, quy, phụ được sử dụng để trang trí với mật độ dày đặc trong đời sống cung đình.
tiêu biểu phải kể đến các công trình kiến trúc trong quần thể cung đình Huế. Tất cả những chi tiết linh vật rồng được đắp nổi trên các đầu đao cung điện với nhiều dáng thế khác nhau. Rồng thời Nguyễn là cái rồng mà thể hiện rất rõ cái cá tính và đặc biệt là sự mạnh mẽ, cái sự uy nghi gắn liền với vị thế của vị hoàng đế, của người đứng đầu thiên hạ. Bởi vì như ta biết rằng đến triều Nguyễn là một lần tái định chế và đưa nho học lên địa vị chí tôn, địa vị tối cao. Chính vì thế biểu tượng rồng của triều Nguyễn luôn luôn được định chế phong cách hoàng gia và cũng chính từ đó con rồng triều Nguyễn được đẩy lên với tư cách biểu trưng cao nhất cho sự thịnh trị của nho giáo tại Việt Nam. Và vì vậy mà triều đình xây dựng cung điện, những lăng tẩm thì tất cả cái đó, những cái gì, nơi nào mà có dấu ấn của vua đều có rồng cả. Triều đình quy định rất rõ rằng là chỉ những nơi nào, công trình nào mới được trang trí rồng. Và con rồng trong triều đình là con rồng biểu hiện trực tiếp cho vua, nơi mà dành cho sinh hoạt của vua thì đều phải rồng năm móng. Còn những chỗ khác là không được trang trí rồng năm móng. Thì riêng điều đấy thôi cũng cho thấy rằng là cái quyết định từ ban đầu và cho đến thời Nguyễn thì hình ảnh con rồng trong tâm thức người Huế là biểu tượng đầu tiên nó là vương quyền. Hiện tại, khu trưng bày các hiện vật của Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế còn lưu giữ được hơn 700 hiện vật. Sự xuất hiện dày đặc của rồng trên các đồ ngự dụng phản ánh mức độ phát triển về kinh tế, chính trị, nghệ thuật của nhà Nguyễn. Điều này không khó để lý giải. Đây là triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam. Họ đã kế thừa những nét văn hóa truyền thống của dân tộc đã được tích lũy trong suốt hàng ngàn năm trước đó. Đây cũng là triều đại hoàn chỉnh và nâng cao những giá trị truyền thống, trong đó có hình tượng rồng. Khoảng đầu thế kỷ 20 thì người ta lại sử dụng một cái lối trang trí tương đối phổ biến trong dân gian trước đó, đó là sử dụng mạnh sành, mạnh sứ để gắn trực tiếp lên nền vôi vữa. Thời vua Khải Định là có thể nói là tiếp nhận, nâng cao nó lên một trình độ rất là đặc biệt. Người ta sử dụng mạnh sành, mạnh sứ để trang trí, thì lúc đó hình tượng rồng lại mang một cái dáng vẻ khác. Theo quan niệm của Phật giáo, sống gửi thác về. Các vua triều Nguyễn coi cuộc sống nơi cõi tục là tạm thời, khi sang thế giới bên kia mới là vĩnh cửu. Xuất phát từ đó, bất kỳ nhà vua nào lên ngôi cũng đều coi trọng việc xây dựng lăng tẩm cho mình. Trong số 7 lăng của các vị vua nhà Nguyễn thì Ứng Lăng là công trình duy nhất xác định vị trí của tẩm, nơi chọn cất thi hài nhà vua. Chủ nhân Ứng Lăng là vua Khải Định, vị hoàng đế thứ 12 của triều đại 9 chúa 13 vua. Trải qua 11 năm xây dựng lăng, hình tượng rồng xuất hiện với mật độ dày đặc ở nhiều kiểu dáng, chất liệu. Rồng ngự trên lọng xi măng cốt thép có trọng lượng không dưới 1 tấn. Hay trên bức bích họa Cửu Long Ẩn Vân, một trong 3 bức lớn nhất của Việt Nam. Vậy ngoài biểu trưng cho vương quyền, hình tượng rồng còn mang những ý nghĩa gì khi xuất hiện ở lăng tẩm? Trong văn hóa của cả Phật giáo lẫn đạo giáo thì người ta vẫn coi con rồng là một cái con vật sống ở dưới thế giới của người âm. Nó có thể nuốt linh hồn người, nó có thể dẫn hồn người, nó cũng có thể giải thoát cái linh hồn của những người đã chết. Chính vì thế, trong các cái lăng mộ của chúa Nguyễn hay vương triều Nguyễn, hình tượng rồng vẫn luôn được đắp ở các lăng mộ. Ở đấy, nó là một biểu tượng song trùng, vừa thể hiện quyền lực của hoàng gia, vừa lại là một cái con vật biểu trưng canh giữ linh hồn. Rồng triều Nguyễn không dừng lại ở hình tượng của linh vật thiêng gắn liền với uy quyền tối cao của nhà vua, canh giữ bảo vệ linh hồn người đã khuất.
Khi giải mã sức sống của hình tượng linh vật này, chúng ta tìm được nhiều hơn kỳ vọng. Con rồng nó là biểu trưng cao nhất của dương tính, của quyền lực hoàng gia, cho sự thịnh trị của triều đại. Chính vì thế có sự hợp nhất giữa hai biểu tượng, vừa là rồng và vừa là ấn chương bảo tỷ của triều đại. Nó là biểu hiện nhất thể hóa quyền lực, tập trung quyền lực. Điều đó là một sự hợp nhất và là một sự chính thống hóa cùng một lúc hai biểu tượng kim ngọc bảo tỷ và con rồng quyền lực. Trong 143 năm tồn tại của triều Nguyễn thì triều Nguyễn đã đúc hơn 100 cái ấn khác nhau. Cái số lượng mà kim bảo và ngọc tỷ này thì hình tượng rồng xuất hiện rất phổ biến và ở nhiều cấp độ khác nhau. Ngay trên cái số kim bảo ngọc tỷ đó, chúng ta đã thấy cái hình tượng của rồng đã xuất hiện với những cái cá tính rất là đặc biệt, có nhiều biến thể khác nhau. Ngay qua cái số lượng mà rồng, linh vật rồng xuất hiện ở trên kim bảo ngọc tỷ, chúng ta đã thấy cái mức độ phát triển về mặt mỹ thuật rất cao ở triều Nguyễn. Rồng trên ấn triện của các nhà vua, dưới bàn tay những người thợ giỏi của đất cố đô, nay nằm trong ký ức của một triều đại. Nhưng linh vật rồng đã vượt qua cánh cửa cung đình để trở thành đề tài sáng tác của những nghệ nhân dân gian như thế nào? Tôi là Trần Độ, con cháu của nhà Trần. Trong làng Bát Tràng thì có tất cả 23 dòng họ và tôi là con trai của họ Trần. Cũng như một cái điều sai khiến là các cụ tổ tiên ở làng Bát Tràng để lại cho con cháu một cái nghề rất là quý. Đến năm nay là tôi cũng đã bước tròn vào 50 năm trong nghề. Xưa kia các cụ tổ tiên Bát Tràng cũng đã là những người mà đóng góp cho cung đình Huế, cho các cái thời, các triều đại của vua triều Nguyễn. Thì trong cái động lực đó, sau một cái thời gian thì về thì tôi nghiên cứu và cũng vào xin phép là cho phép là mình được mô phỏng lại ấn tặng cho cung đình Huế. Không phải ai cũng có vàng để mà dùng. Mọi người nhìn cục vàng nó là cục vàng, nhưng sau 50 năm chúng tôi nhìn thấy cục đất nó là cục vàng. Cổ vật Việt Nam còn rất ít, vì vậy là tôi có ý định làm tất cả các cái sản phẩm mô phỏng lại để phục vụ cho trưng bày cũng như giới thiệu với bạn bè tới Việt Nam. Ấn nó là quyền lực, trước tiên là ai khi nhìn thấy đều trân trọng. Mình có thể nhìn vào chiếc ấn làm nếu có cái ý tưởng thì mình sẽ sâu thẳm nhìn thấy cái cuộc sống cách đây mấy trăm năm ngay. Khi đưa ra dù nó không phải là thật, nó là ấn bằng đất dát vàng, nhưng nó cũng đủ điều kiện để cho mọi người đến tham quan Huế có thể mường tượng một phần nào cái sự đóng góp của các vị vua triều Nguyễn. Mà nó là cục đất, nhưng mà mình khi mình làm lên mà nó có mình thổi hồn vào thì nó cũng sẽ là cục vàng thôi. Xuất phát từ mạch ngầm văn hóa truyền thống của dân tộc cùng hệ thống tín ngưỡng dân gian bản địa, các sắc thái văn hóa gắn với biểu tượng linh vật rồng như một dòng chảy xuyên suốt từ lịch sử tới hiện tại. Như một lẽ sống của bất cứ quy luật trường tồn nào trong tự nhiên, hình tượng rồng vẫn còn là ẩn số cần được giải mã. Theo quan niệm của người Á Đông, rồng mang nguyên khí kim, trong vận tám là cắt khí đem lại may mắn, công danh và tài lộc. Rồng triều Nguyễn đã song hành với những năm tháng thịnh suy của triều đại quân chủ cuối cùng ở Việt Nam như thế nào? Điều này sẽ được lý giải trong tập 2 của series chương trình.